Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, bầu cử tổng thống Mỹ là cuộc ganh đua quyết liệt ở các bang, trong đó một số bang chiến địa có thể định đoạt kết quả cuối cùng. 4 năm một lần, bản đồ bầu cử Mỹ sẽ được điều chỉnh, trong đó một số bang sẽ nổi lên là những bang chiến địa quan trọng đối với hai ứng viên tổng thống. Năm nay, các chiến lược gia của cả hai đảng xác định 7 bang chiến trường quan trọng. Pennsylvania. Theo phân tích chi tiêu quảng cáo của Axios, hai đảng đã chi tiêu tổng cộng 211 triệu đô la Mỹ để phát sóng các thông điệp liên quan đến Nhà Trắng tại Pennsylvania, trong đó 109 triệu đô la Mỹ đến từ phía Đảng Dân Chủ và 102 triệu đô la Mỹ từ Đảng Cộng Hòa. Đây là cuộc đấu gần như cân bằng về chi tiêu quảng cáo, đồng thời đưa Pennsylvania thành bang đắt đỏ nhất trong cuộc đua năm nay. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại đây, trong đó ông Trump hiện dẫn trước khoảng 2 điểm. Số lượng cử tri Đảng Dân Chủ nhiều hơn Đảng Cộng Hòa khoảng 4 điểm, nhưng cử tri độc lập chiếm khoảng 11%. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 5 tháng 10 đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử quy mô lớn ở Butler, bang Pennsylvania. Đây chính là nơi ông bị ám sát hụt hồi giữa tháng 7 trong lúc đang phát biểu. Tính đến tối ngày 9 tháng 10 giờ Việt Nam, Polymarket dự báo tỷ lệ thắng của ông Trump là 53,1%, con số cao nhất kể từ tháng 8. Hay nói cách khác, cơ hội chiến thắng của ông Trump đang tăng lên nhờ vào cơ hội thắng Pennsylvania. Trong lúc Phó Tổng thống Harris ngày 10 tháng 10 vận động tranh cử tại bang chiến địa Nevada và sau đó tham gia meeting ở bang Arizona, ông Obama đã có cuộc meeting đầu tiên vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, tìm cách tranh thủ sự ủng hộ cho bà ở nơi này. Wisconsin. Wisconsin từng là sai lầm lớn nhất của Đảng Dân Chủ năm 2016, khi ấy Đảng Dân Chủ để mất Wisconsin vào tay Đảng Cộng Hòa. Trước đó, đại diện Cộng Hòa cuối cùng giành chiến thắng tại bang này là cựu Tổng thống Ronald Reagan. Theo đó, Đảng Dân Chủ đã rút ra bài học và không muốn lặp lại sai lầm tại Wisconsin. Năm nay, họ đã chi 49 triệu đô la Mỹ cho các chiến dịch truyền thông trong chu kỳ bầu cử này. Các kênh truyền hình ở Wisconsin gần như hoàn toàn nghiêng về đội ngũ của bà Harris. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump năm nay chỉ dành khoảng 15 triệu đô la Mỹ cho bang này và không đạt được các nỗ lực mạnh mẽ nhằm thu hút cử tri da đen ở Milwaukee như ông Biden đã làm thành công năm 2020. Các khoản đầu tư đã được thực hiện ngay cả trước khi bà Harris trở thành người phụ nữ gốc Phi và gốc Á đầu tiên dẫn đầu một đảng lớn. Với lợi thế này, bà Harris có thể tạo nên sự thay đổi trong bối cảnh chính trị tại một nơi có tổ chức đảng mạnh nhất cả nước. Michigan. Michigan từng là bang ủng hộ Đảng Dân Chủ cho đến năm 2016. Khi ấy, Michigan cùng với Pennsylvania và Wisconsin đã cản trở con đường giành 270 phiếu đại cử tri của bà Hillary Clinton. Và năm nay, Đảng Dân Chủ quyết tâm không để điều đó lặp lại. Đảng Cộng Hòa đang cố gắng biến sự ủng hộ của bà Harris đối với Israel thành yếu tố gây mất lòng của nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập, Hồi giáo và cử tri trẻ, nhưng nó có thể chỉ là hiện tượng trên mạng xã hội thay vì thực sự ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Dù vậy, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giành 15 phiếu đại cử tri của bang này khá sít sao. Cuộc thăm dò của Bloomberg Morning Consult thực hiện cho thấy bà Harris dẫn trước 11 điểm, dù hầu hết các cuộc thăm dò trong chu kỳ này đều cho thấy Đảng Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn 2 điểm. Cùng thời điểm này 4 năm trước, các cuộc thăm dò chỉ ra ông Biden dẫn hơn 7 điểm nhưng cuối cùng chỉ thắng dưới 3 điểm. Tương tự, bà Clinton cũng từng dẫn gần 7 điểm trước ông Trump trong cuộc khảo sát nhưng lại thua với chênh lệch khoảng 1/3 điểm. Bắc Carolina. Ngày 5 tháng 10, bà Kamala Harris đã tới Bắc Carolina gặp gỡ các nhân viên cứu trợ và người dân ở một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Helene. Kết quả khảo sát do Đại học High Point công bố vào ngày 3 tháng 10 cho thấy cả cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đều nhận được 48% sự ủng hộ từ các cử tri tiềm năng ở bang Bắc Carolina. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò toàn quốc, bà Harris chiếm ưu thế hơn trong số các cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 48% ủng hộ, dẫn trước cựu Tổng thống Trump 2 điểm phần trăm. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, Bắc Carolina được đánh giá là một trong 7 bang chiến địa trọng yếu khi nắm tới 16 phiếu đại cử tri, ngang với bang Georgia và chỉ đứng sau bang Pennsylvania, 18 phiếu đại cử tri. Georgia. Georgia từng là một bang nghiêng Cộng Hòa cho đến năm 2020, khi cựu Tổng thống Donald Trump thua cay đắng trước đối thủ Đảng Dân Chủ, khi ấy là ông Joe Biden.
sức mạnh của các cử tri da màu và sự di cư của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đến Atlanta đã thay đổi Georgia. Những nỗ lực phối hợp nhằm trao quyền cho cử tri da đen đã mang lại cho Đảng Dân Chủ một phái đoàn Thượng viện toàn xanh năm 2021, lần đầu tiên kể từ năm 2003, và đảng này vẫn lạc quan rằng có thể giành 16 phiếu đại cử tri cho bà Harris trong cuộc đua năm nay. Arizona. Đảng Dân Chủ đã đầu tư khoảng 44 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trong cuộc bầu cử chung, gấp đôi con số 17 triệu đô la Mỹ cho Đảng Cộng Hòa. Ông Trump thường có lợi thế trong các cuộc thăm dò tại Arizona, nhưng một cuộc khảo sát gần đây lại cho thấy bà Harris dẫn trước 2 điểm. Cuộc đua vào Thượng viện tại Arizona cũng đang nghiêng về phía Dân Chủ với 84% chi tiêu quảng cáo dành cho các ứng viên của đảng này. Nevada. Nevada là một thành trì của ông Trump, dù có phát ngôn thù địch với người di cư từ khi khởi đầu tham vọng chính trị. Cựu Tổng thống vẫn duy trì được lợi thế vững chắc ở đây. Trong khảo sát RPC, ông Trump hiện đang dẫn trước khoảng 4 điểm. Trong nỗ lực truyền thông, Nevada là nơi ít được đầu tư nhất trong số 6 bang chiến trường chính. Đảng Dân Chủ đã chi khoảng 24 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo tại đây. Một yếu tố lớn chưa xác định là phong trào lao động sẽ hành động ra sao. Các công đoàn đã là đồng minh vững chắc của ông Biden, nhưng việc chuyển sự ủng hộ sang cho bà Harris hiện chưa rõ ràng. Đây là lý do khiến bà đến tận nơi để tạo mối quan hệ tốt với các công đoàn. Theo đài NBC News, lịch trình trong những tuần tới của ứng viên Cộng hòa Donald Trump bao gồm các sự kiện ở bang Colorado, California, Illinois và New York. Đây là những bang Tổng thống Joe Biden thắng với tỷ lệ cách biệt trung bình 20% trong cuộc bầu cử năm 2020. Đáng chú ý, ông Trump sẽ tổ chức meeting ở Madison Square Garden, sân vận động đa năng của thành phố New York, bang New York. Việc ông Trump quyết định áp dụng chiến thuật phá cách được thực hiện khi nhiều khả năng cuộc đua năm nay sẽ được quyết định ở các bang chiến địa New Georgia, Pennsylvania, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Michigan. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa Matthew Barrett phân tích, ông ấy muốn tổ chức những cuộc meeting thu hút sự chú ý và tạo nên không khí đặc biệt. Ông Barrett gọi ông Trump là ứng viên phi truyền thống nhất lịch sử hiện đại, đồng nghĩa chiến lược ngoài kịch bản có thể mang lại một số lợi thế cho cựu Tổng thống. Trong khi đó, sau nhiều tuần hầu như không phỏng vấn với giới truyền thông, bà Harris đã bắt đầu tham gia các sự kiện và trả lời các báo đài có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn của đài CBS News, Phó Tổng thống hầu như liên tục xuất hiện trên các chương trình, từ podcast đến các cuộc trò chuyện với nữ diễn viên gạo cội của Hollywood, bà Whoopi Goldberg và người dẫn chương trình Stephen Colbert. Những gì diễn ra là một phần của chiến thuật mới do chiến dịch tranh cử của bà Harris triển khai, đặc biệt nhắm vào những nhóm cử tri cụ thể như thanh niên, phụ nữ trẻ và những cử tri tiềm năng từ lâu không còn quan tâm đến các kênh truyền thông chính thống. Cập nhật những diễn biến nóng xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Cuộc thăm dò mới nhất của Economist YouGov công bố ngày 10 tháng 10 cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận được 49% sự ủng hộ so với 45% của ông Donald Trump, trong khi 4% cử tri chưa chắc chắn. Như vậy, bà Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump với cách biệt 4 điểm trong số các cử tri tiềm năng. Về các vấn đề chính mà cử tri quan tâm, 22% cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất, 14% nhấn mạnh việc làm và kinh tế, 13% quan tâm đến vấn đề nhập cư và 11% quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama đang tích cực tham gia chiến dịch tranh cử để hỗ trợ Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc Tim Watt và các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trên toàn quốc giành chiến thắng. Ông Obama đã trực tiếp tham gia vận động tranh cử khi Đảng Dân Chủ tìm cách củng cố cơ sở của họ trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, bắt đầu bằng một sự kiện ở Pittsburgh, bang Pennsylvania vào tối ngày mùng 10 tháng 10. Cuộc đua tổng thống đang diễn ra sát sao tại đây, cũng như một cuộc đua vào Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Bob Casey thuộc Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Dan McCormick của Đảng Cộng Hòa. Việc cựu Tổng thống Obama bắt đầu chiến dịch ở Pennsylvania, nơi chôn nhau cắt rốn của Tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm bảo vệ các bang chiến địa chủ chốt như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, một động thái nhằm thu hút thêm cử tri của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt thuế thu nhập đối với người Mỹ sống ở nước ngoài. Theo Bloomberg, lời cam kết tranh cử của cựu Tổng thống Trump có thể đơn giản hóa nghĩa vụ thuế cho khoảng 9 triệu người Mỹ sống ở nước ngoài. Trong thông điệp tới những cử tri đang sống ở nước ngoài, ông Trump cho biết, tôi ủng hộ việc loại bỏ thuế hai lần đối với người Mỹ ở nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nhau đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Hãy đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa.
Kế hoạch của cựu Tổng thống Trump tuyên bố trên có thể cho phép những người dân Mỹ giàu có chuyển đến các quốc gia có mức thuế thấp và tránh mọi nghĩa vụ thuế đối với chính phủ Mỹ. Cam kết miễn thuế cho người Mỹ ở nước ngoài là lời hứa mới nhất trong một loạt kế hoạch của ông Trump nhằm cắt giảm hóa đơn thuế cá nhân. Trước đó, cựu Tổng thống Trump cũng đã đưa ra phương án miễn thuế cho tiền tip, tiền làm thêm giờ và các phúc lợi an sinh xã hội. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Tân Hoa Xã đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9 tháng 10 tuyên bố Moscow đang nắm giữ bằng chứng về sự dính líu của Mỹ và Anh trong vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Nord Stream hồi năm 2022. Theo bà Zakharova, Nga sẽ công bố các bằng chứng dựa trên tính thực tiễn và diễn biến của tình hình điều tra sự cố. Bà cũng cho biết Moscow đã nhiều lần đề nghị hợp tác với các bên liên quan trong cuộc điều tra nhưng không nhận được phản hồi. Trước đó, ông Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã cáo buộc Mỹ và Anh trực tiếp dính líu tới vụ nổ Nord Stream.